Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người một cặp lục bình sứ Bát Tràng dòng đất trắng men khử họa tiết vẽ tay, và màu của cái men khử này là màu xanh lam. Mẫu chế tác họa tiết ở trên tác phẩm này là hình ảnh Sơn Thủy Thiên Hạ Thái Bình. Sơn Thủy Thiên Hạ Thái Bình mọi người nhé. Kích thước của tác phẩm này là nguyên thân bình là cao 1m5. Nguyên thân bình là cao 1m5 và đường kính bụng của tác phẩm này là 44 cm. Tác phẩm được vẽ hình ảnh là ở những hoạt động thường ngày của những người dân, kết hợp với một vài ngôi nhà ở trên những cái núi rồi ở trên sông. Đây là cái hình ảnh rất là quen thuộc, rất là quen thuộc. Cái điểm nhấn chính của tác phẩm này là hình ảnh một căn nhà đây, mọi người cũng nhìn thấy nhá. Nó gần như là một cái phủ ấy, một cái phủ. Ở bên trong thì có rất nhiều những người đang hoạt động với các hành động khác nhau. Có một cái thân cây tùng rất là to, một cái cây tùng cổ thụ rất là to mọc từ một cái vách đá lên bên trên tỏa một bóng cây xung quanh phần thân của mình, xung quanh phần thân của mình. Để tạo ra cặp lục bình này thì nguyên liệu sẽ phải lựa chọn là đất sét trắng được lọc loại bỏ toàn bộ tạp chất ở trong đất ra, và sau đó nghiền ở trong cái thời gian là 60 giờ đồng hồ để nghiền cái đất này nó nhỏ và mịn. Tiếp theo đó là nung lên đến mức nhiệt 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá, trắng như đá. Nhưng bản thân mọi người nhìn hiện tại bây giờ cái màu lục bình này nó đang hơi màu xanh 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 rong ấy, xanh lam ấy, thì đấy là do cái men khử này, nó màu nó như vậy nhưng mà nó là trong suốt. Đây cái cảnh của tác phẩm này, gõ thử cho mọi người nghe âm thanh của tác phẩm này nhé, dọn xem cái dòng sứ trắng nghiền hạt nhỏ sẽ như thế nào. Âm thanh thì rất đanh trong và vang tiếng, âm thanh rất đanh trong và vang tiếng. Lục bình này thì lục bình dòng đất trắng men khử cao cấp này thì có các cỡ từ 1 mét, 1m2, 1m4, 1m5 và 1m6, đây là kích thước nguyên phần thân của bình. Như cặp này là thân bình là 1m5, cả đế đế sẽ sử dụng đế gỗ như thế này nhé. Đế sẽ sử dụng đế gỗ như thế này. Đế gỗ như thế này lên tầm 20 phân nữa. Như vậy là lục bình của nó sẽ lên khoảng tầm 1m7. Lục bình lên tầm 1m7 nhé. Em sẽ quay xung quanh tác phẩm này để mọi người cùng nhìn. Vẽ tay hoàn toàn. Màu sắc, độ bền màu của sản phẩm là vĩnh cửu đấy, trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng, nó sẽ như thế này mãi mãi, chơi càng lâu càng đẹp, càng có giá trị. Riêng với cái dòng sứ lam như thế này, cặp này bày trí ở phòng khách thì rất là đẹp. Và với cái phòng khách mà không gian phòng thờ hay trưng bày của nhà anh chị mà thường xuyên có bụi thì mọi người nên lựa chọn cái dòng men trơn như thế này, sờ lên tác phẩm sẽ trơn mịn và mượt như là sờ lên trên kính ấy. Dòng men trơn này thì vệ sinh lau chùi sẽ đơn giản, không cầu kỳ, không khó. Đây mặt đằng sau của tác phẩm đây, em gọi mặt này là mặt đằng sau nhé. Em gọi mặt này là mặt đằng sau thì được chế tác hình ảnh là những người dân đang đi đánh cá ở trên sông, những con thuyền nữa. Nhìn ngắm vào cái cảnh này thì nó rất là yên bình, nó rất là yên bình. Trên cổ cũng được chế tác hình ảnh là núi thác nước chảy từ trên cao xuống, những ngôi nhà treo leo trên vách núi. Bây giờ em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thank you.
Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi để xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy là em đã làm những sản phẩm thành video chi tiết nhất để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Và hiện tại bây giờ em đang làm hai kênh, một kênh là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì em sẽ đưa rất nhiều những dòng sản phẩm của Bát Tràng lên trên kênh và mọi người có thể truy cập vào kênh để tìm kiếm những dòng sản phẩm bao gồm như là đồ gia dụng, ấm chén bát đĩa, đồ thờ và đồ phong thủy. Và một kênh thứ hai là kênh vật phẩm phong thủy. Kênh vật phẩm phong thủy thì em sẽ chỉ chia sẻ những sản phẩm bình gốm phong thủy lên trên kênh để cho mọi người có thể tìm dễ dàng hơn. Và mọi người có thể truy cập vào kênh vào mục danh sách phát, tìm kiếm những danh mục em đã chia nhỏ ra để mọi người có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Và cũng rất mong được mọi người ủng hộ hai kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam do chính tay người Việt làm ra. Và cũng rất cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của em và rất cảm ơn mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.